chiêu lừa đổi xe rồi trộm 6 xe máy trong vòng 10 ngày. Nguyên trưởng công an phường 14 quận 10 bị khởi tố. Tranh cãi suất cơm bụi toàn cơm trắng 70.000 đồng ở cổng bệnh viện Bạch Mai. Nữ tài xế điều khiển xe mới từ showroom lao thẳng ra ngoài đâm vào ô tô khác. Theo đó vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại showroom ô tô Honda Thanh Hóa, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Theo những gì người dân chứng kiến tại thời điểm trên, nữ tài xế điều khiển xe hộp màu đỏ mới mua đi ra từ showroom. Khi di chuyển đến sân thì bất ngờ tăng tốc. Chiếc xe trượt qua gốc cây, tông vào bồn hoa và chỉ dừng lại sau khi đâm vào chiếc ô tô Honda CRV đang đổ trên vỉa hè. Trong đoạn clip và hình ảnh hiện trường được chia sẻ trên mạng, chiếc ô tô đỏ bị biến dạng phần đầu, gạch lát xung quanh bồn hoa bị tông vỡ. Chiếc ô tô Honda CRV bị xây xước. Vụ việc may mắn không thiệt hại về người. Thông tin trên báo chí, một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa cho biết, chiếc xe chưa tham gia giao thông, việc xử lý là giao dịch dân sự giữa bên mua và bên bán. Chiêu lừa đổi xe rồi trộm 6 xe máy trong 10 ngày. Ngày 28 tháng 12, Công an huyện Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuyến, 18 tuổi, ngụ huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 12, một đối tượng đột nhập vào nhà ông Lê Văn Đức, 55 tuổi, ở thị trấn Phước An, huyện Cờ Rông Bắc, lấy trộm một chiếc xe trị giá khoảng 25 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Cờ Rông Bắc đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn khẩn trương truy bắt chiều cùng ngày công an xã hòa đông phát hiện đối tượng nghi vấn nên tổ chức lực lượng bám sát khi đối tượng này đến cây xăng thuộc địa bàn xã ea tu thành phố buôn ma thuột lực lượng công an xã hòa đông đã áp sát bắt giữ nguyễn văn tuyến tại cơ quan công an tuyến khai nhận do vay tiền của nhiều người để tiêu xài đến gần tết liên tiếp bị đòi nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp xe máy Bước đầu Tuyến khai nhận chỉ từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, Tuyến đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cờ Đông Bắc và thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó có một chiếc xe máy không có giấy tờ nên Tuyến giả vờ đẩy vào nhà dân và nói rằng hết xăng. Lúc này Tuyến gửi lại chiếc xe vừa trộm cắp rồi mượn xe của chủ nhà nói đi mua xăng về đổ. Tin tưởng chủ nhà đã cho mượn xe và bị Tuyến chiếm đoạt. Nữ bác sĩ ngoại tình với đồng nghiệp nhận quả báo, theo thông tin đăng tải, nữ bác sĩ họ Lý có vẻ ngoài sáng sủa ở Đài Bắc Đài Loan, từng ngoại tình với một nam bác sĩ cùng bệnh viện. Cô mang thai và sinh ra một cặp song sinh. Không ngờ 10 năm sau, nữ bác sĩ lại gây xôn xao khi ngoại tình với bố của bạn cùng lớp con trai, bị vợ của đối phương kiện ra tòa. Cô Trương, nguyên đơn kiện nữ bác sĩ họ Lý cho biết, cô lấy chồng vào ngày 30 tháng 9 năm 2011. Sau khi lấy chồng có ba con, hiện cả ba con đều chưa thành niên. Trong đó có một con trai học cùng lớp với con của bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý và chồng cô quen nhau qua hoạt động phụ huynh ở trường. Dù biết đối phương đã có gia đình, nhưng bác sĩ Lý vẫn hẹn hò, có quan hệ tình cảm và thể xác, hành vi vượt xa bạn bè bình thường, phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác. Cô Trương đã kiện bác sĩ Lý, yêu cầu bồi thường 800.000 đài tệ, khoảng 634 triệu đồng. Tại tòa nữ bác sĩ lập luận rằng cô và chồng cô Trương chỉ là bạn bè bình thường. Hồ sơ đối thoại do nguyên đơn cung cấp chỉ có cảnh hai bên đùa giỡn với nhau chưa vượt qua ranh giới xã hội chung giữa nam và nữ. Hơn nữa vì chồng cô Trương theo đuổi nên anh mới là người phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường không liên quan đến cô. Xong, sau khi xem xét các bằng chứng liên quan, thẩm phán cho rằng bị cáo biết người đàn ông có gia đình nhưng vẫn có quan hệ với anh ta vượt ra ngoài mối quan hệ thông thường giữa nam và nữ. Hành vi của hai người vượt quá phạm vi mà vợ chồng có thể dung thứ theo quy định chung. Đủ để làm suy yếu cuộc sống hôn nhân của cô Trương, xâm phạm trực tiếp đến lợi ích hợp pháp và quyền phối ngẫu của cô Trương. Tình tiết rất nghiêm trọng, phải bồi thường 600.000 đại tệ, tương đương 475 triệu đồng. Nguyên trưởng công an phường 14 quận 10 bị khởi tố, Ngày 29 tháng 12, một nguồn tin xác nhận, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố nguyên trưởng công an phường 14 quận 10 vào sáng cùng ngày. Theo nguồn tin, người bị khởi tố là Trung tá Phương, nguyên trưởng công an phường 14 quận 10 vì liên quan đến vụ việc hồi cuối năm 2022. Ông Phương đã bị đình chỉ công tác để phục vụ xác minh, xử lý liên quan đến việc cho bảo lãnh một nghi phạm cướp giật không đúng quy định. Sau đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào cuộc để điều tra và thực hiện biện pháp tố tụng với ông Phương để xử lý. Tranh cãi suốt cơm bụi toàn cơm trắng 70.000 đồng ở cổng bệnh viện Bạch Mai. Mày không ăn thì biến đi chỗ khác, chúng mày biết đây là đâu không? Người chủ quán lớn tiếng quát khi anh Quang đang thắc mắc suốt cơm toàn cơm trắng giá 70.000 đồng. Phần lớn người ăn tại quán này đều là bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Theo quan sát của tôi, đa số là người trung tuổi và già cả. Họ cặm cụi ngồi ăn trong sợ hãi. Khi chủ quán cứ liên tục nói, chúng mày đến ăn thì phải biết đây là đâu. Anh Phạm Văn Quang thực khách chia sẻ. Mới đây, anh Quang đưa hai người bác đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 12 giờ anh cùng hai người bác vào ngõ 4 phường Mai, Đống Đa, Hà Nội để ăn trưa. Anh Quang chọn quán Hiếu, cơm bình dân ở đầu ngõ vì quán này có nhiều người ra đường mời gọi kéo khách vào ăn do bị áp lực xung quanh và cả ở quê lên phố để chữa bệnh nên muốn tiết kiệm tiền hai người bác của anh quang đã gọi hai suất cơm giống nhau mỗi suất có ba con tôm nhỏ bằng hai đầu ngón tay một ít rau cải luộc và cơm trắng anh quang gọi suất bún gà lúc gọi món chủ quán không báo giá món và suất cơm nhưng khi khách vừa ngồi xuống bàn người này tiến đến thu tiền ngay phải trả tiền mới được ăn ba suất ăn của ba bác cháu anh quang là hai trăm đồng trên ba suất một suất ăn 70.000 đồng không phải là quá bất thường nhưng cơm bụi này chỉ lèo tèo vài con tôm, trâu luộc và cơm trắng. Mà thu của khách giá đó thì quá đắt. Anh Quang cho biết, khi anh Quang thắc mắc về giá, người chủ quán này tay cầm cọc tiền, miệng lớn tiếng thách thức. Theo tìm hiểu, quán Hiếu cơm bình dân ở ngõ 4 Phương Mai từng nhiều lần bị khách tố, bán hàng chặt chém, liên tục chửi mắng khách như con, thậm chí dọa đánh khách. Quay video nhạy cảm cho người lạ xem một cô gái bị tống tiền. Ngày 29 tháng 12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trung Kiên, 20 tuổi, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 12, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn của một cô gái, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tố cáo một đối tượng dùng video nhạy cảm của cô để cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột vào cuộc điều tra. Sau khi xác định được đối tượng ngày 19 tháng 12, một tổ công tác đã ra thành phố Hà Nội bắt giữ Kiên. Tại cơ quan điều tra thanh niên này khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 12, Kiên lên mạng xã hội nhắn tin và làm quen với một cô gái. Sau đó Kiên gọi video và yêu cầu cô gái quay lại cảnh nhạy cảm cho mình xem. Đổi lại, Kiên hứa sẽ trả tiền hoặc tặng quà thì cô gái đồng ý. Tuy nhiên, trong lúc xem Kiên đã dùng chức năng quay màn hình và ghi lại cảnh nhạy cảm. Sau khi có được video nhạy cảm, Kiên liên tiếp, đe dọa, nhắn tin, yêu cầu cô gái phải chuyển 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Vì cô gái chưa có tiền để chuyển nên đến 4 giờ cùng ngày, Kiên đã gửi clip nhạy cảm cho 6 người bạn trên mạng xã hội của cô. Sáng cùng ngày, cô gái đã đến cơ quan công an trình báo. Tuyên án 20 năm tù với cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai, đòi tiền trục 15 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, mức án 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Tuy nhiên khi lượng hình, hội đồng xét xử cũng cân nhắc đến việc bị cáo ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong 12 năm công tác tại công an tỉnh Vĩnh Phúc, việc bị cáo vay tiền của các đối tượng, xét thấy cần làm rõ việc có hay không, việc cho vay nặng lãi để xử lý. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Trung khai có 12 năm công tác tại công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo Lâm Cảnh nợ nần vì vay nặng lãi để đầu tư vào tiền ảo. Số tiền nợ lên đến 6 đến 7 tỷ đồng, chủ nợ thúc ép trả tiền, khiến bị cáo Lâm Cảnh túng quẫn và nảy sinh ý định về Hà Nội tìm khu nhà giàu để trộm cắp tài sản. Chiều 13 tháng 8, cựu cảnh sát giao thông đi vào khu đô thị Việt Hương và nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của bị cáo, khi quay lại khu đô thị Việt Hưng là khoảng 19 giờ, Trung gặp cháu bé, sinh ngày 17 tháng 6 năm 2016 đang đi xe đạp một mình. Anh ta dừng xe ô tô, mở cửa xe vừa hỏi thăm nhà. Khi cháu dừng xe để trả lời, Trung kéo cháu bé lên xe rồi phóng xe bỏ đi. Bị cao nhắm đến cháu bé để phạm tội vì nghĩ trẻ con không có khả năng kháng cự, Trung khai. Qua trao đổi với mẹ cháu bé, cuối cùng Trung chấp nhận mức tiền chuộc mà gia đình chuẩn bị được là 6 tỷ đồng và 300.000 đô la Mỹ. Trung khai nhận, sau khi mở cửa xe, xách túi tiền lên ô tô, bị cảnh sát truy đuổi, bị cáo không có ý định nổ súng, cũng không hề có ý định làm hại cháu bé. Việc súng phát nổ là ngoài ý định của bị cáo, bị cáo trung nói. Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo trung gửi lời xin lỗi chân thành đến cháu bé và gia đình cháu, gửi lời xin lỗi đến công an tỉnh Vĩnh Phúc và gia đình bị cáo. Thời gian bị cáo bị tạm giam, ngày nào bị cáo cũng ăn năn hối cải về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Mong hội đồng xét xử tạo điều kiện xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để sớm được trở về với gia đình, lời sau cùng của bị cáo Nguyễn Đức Trung. Công bố cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 12 công bố cấu trúc và đề minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 gồm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Ngoài ra thí sinh được chọn hai môn trong các môn còn lại trong chương trình phổ thông gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và ngoại ngữ bảy thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn. Tổng cộng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 của 18 môn. Bộ cho biết, đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dựa vào bảng năng lực cấp độ tư duy được đính kèm đề thi người học sẽ biết đề gồm mấy phần có những câu hỏi trắc nghiệm và thành phần năng lực nào có trong đề về các dạng câu hỏi trừ môn ngoại ngữ sử dụng duy nhất dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn như mọi năm các môn còn lại sẽ có thêm trắc nghiệm đúng sai và câu hỏi điền đáp án dạng thức câu hỏi mới đòi hỏi thí sinh phải có năng lực kiến thức kỹ năng toàn diện mới đạt điểm tối đa hạn chế việc dùng mẹo mực bộ nhận định về số lượng câu hỏi đề thi môn toán và ngoại ngữ lần lượt giảm từ 50 xuống 34 và 40 câu, các môn khác không đổi. Lý do với môn toán là việc thêm dạng thức câu hỏi nhằm kiểm tra tư duy, năng lực của học sinh ở mức cao hơn nên các em cần nhiều thời gian mới có thể trả lời. Còn môn ngoại ngữ giảm số lượng câu hỏi do thời gian làm bài của môn này cũng rút ngắn 10 phút so với hiện nay. Việc này do ngoại ngữ trở thành môn thi tự chọn nên thời gian làm bài sẽ tương đương với các môn còn lại. lấy ý kiến việc sáng 35 hecta rừng, xây khách sạn và bungalow trong vườn quốc gia Tam Đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến cộng đồng đánh giá tác động môi trường liên quan đến dự án xây dựng khách sạn và bungalow trong vườn quốc gia Tam Đảo. Theo báo cáo, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí số 13 vườn quốc gia Tam Đảo có địa điểm tại vườn quốc gia Tam Đảo thuộc địa phận xã Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc và xã Quân Chù, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Chủ dự án là liên danh công ty cổ phần Sông Hồng Tam Đảo, công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô. Mục tiêu của dự án để đầu tư, thuê môi trường rừng, thực hiện đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với đó là bảo tồn môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng. Tổng diện tích thuê môi trường rừng tại vườn quốc gia Tam Đảo để thực hiện dự án là 35,7 hectare, Thời hạn thuê là 30 năm. Cũng theo báo cáo, dự án xây dựng mới công trình khách sạn 225 phòng và các khu bungalow thiết kế đạt tiêu chuẩn 4 sao. Công ty Liên danh cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường. Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn, hỗ trợ công tác quản lý môi trường trong quá trình triển khai dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy ý kiến tham vấn cộng đồng để báo cáo dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí số 13 vườn quốc gia Tam Đảo trong 15 ngày kể từ ngày 27 tháng 12. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.